Phòng trưng bày hàng thật hàng giả với chủ đề Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ vừa được mở cửa tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong nhiều sự kiện ý nghĩa do Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương tổ chức hướng đến kỷ niệm 5 năm thành lập Tổng cục Quản lý Thị trường 12 tháng 10 năm 2018, 12 tháng 10 năm 2023. Phòng trưng bày lần này thu hút trên 500 sản phẩm thuộc các lĩnh vực hàng hóa, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, trang sức, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng tiêu dùng, v.v. thuộc các nhãn hiệu như là Honda, Yamaha, Piaggio, Hyundai, Abbott, Unilever, Johnson Baby. Đây là những nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Quản lý Thị trường, 8 tháng năm 2023, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 52.600 vụ, phát hiện xử lý 37.960 vụ vi phạm, tăng 36%, thu nộp ngân sách trên 344 tỷ đồng, tăng 59%, chuyển cơ quan điều tra 139 vụ có dấu hiệu hình sự, tăng 70%. Trong đó, số vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ lớn nhất. Do vậy, việc mở cửa phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong việc mua sắm các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người dân, cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý hàng giả, hạn chế mức thấp nhất khả năng loại hàng hóa này lưu thông trên thị trường.